Một tay che nửa bầu trời, vị đại gia này phát lên nhanh chóng nhờ sở hữu 30.000 căn nhà ở các vị trí đắc địa nhất Sài Thành. Ông cũng để lại cho đời vô số những công trình biểu tượng của thành phố. Trong vài năm gần đây, hàng loạt các dự án lớn nhỏ được hình thành mỗi ngày. Nhưng có thể nhiều người không biết rằng từ thế kỷ thứ 17 đã có những đại gia bất động sản xuất hiện, nhận ra tiềm năng của vùng đất vàng này. Trong số một trong bốn tứ đại hào phú lần lễ về mức độ quyền lực sự giàu có lúc bấy giờ, chú Hỏa chính là vị tuy xếp thứ tư trong bảng nhưng lại là người nắm giữ hơn 40% bất động sản Sài Gòn thời đó. Ông sở hữu hơn 30.000 căn nhà ở các vị trí đắc địa nhất Sài Thành và một trong những căn nhà đó đến nay vẫn còn tồn tại. Chú Hỏa sinh năm 1845, mất năm 1901, tên khai sinh là Huy Bôn Hoa, phiên âm là Hứa Bổ Hỏa hay còn gọi là Hứa Bổn Hòa. Một thương nhân người Việt gốc Hoa là một trong vị đại gia của Sài Gòn xưa mà dân gian thường tôn vinh, nhất sĩ nhị phương Tam Sường Tứ Hỏa. Tuy nhiên, theo nhiều giai thoại kể lại thì thực ra vị đại gia này có xuất thân nghèo khổ. Chú Hỏa từng kiếm sống bằng nghề buôn bán phế liệu. Trong một lần thu ve chai, chú Hỏa nhặt được cả túi vàng nằm trong một chiếc ghế điểm cũ. Người khác nói rằng chú Hỏa đã mua được một bức tượng đúc đồng nhưng bên trong đầy vàng. Mặc dù còn rất nhiều câu chuyện khác xoay quanh việc làm thế nào mà từ cái nghèo, chú Hỏa có thể vươn lên thành vị đại gia. Nhưng nhiều người đồng ý rằng việc chú Hỏa phất lên không phải như lời đồn đãi do ông nhặt được chuông đồng hay nhặt được túi vàng trong chiếc ghế cũ, hay buôn bán cổ vật mà là nhờ có vốn ban đầu, nhờ có ốc nhìn xa, nhảy bén với thương trường và quyết đoán trong công việc, cộng với cơ hội đưa đến và biết nắm bắt cơ hội đã làm nên tên tuổi của một hứa bổn hỏa. Chính nhờ sở hữu tầm nhìn xa trong rộng và nhờ vậy, ông đã nhìn thấy được sự tiềm năng của vùng đất Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn còn chận chịt những kinh gạch lớn nhỏ. Ông chính là người đã mua lại toàn bộ khu đất tại trung tâm Sài Gòn và cho săn lấp rồi xây nên chợ Bến Thành, khu chợ mới lớn nhất thời bấy giờ và tồn tại cho đến ngày nay như một kiến trúc văn hóa độc đáo. Chợ Bến Thành hiện nay đã được khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Với sự bổ vốn của đại phú gia Hứa Bổ Hòa, xung quanh chợ Bến Thành ngày nay vẫn còn những dãy nhà cũ xây cùng thời với chợ Bến Thành, vốn thuộc sở hữu của ông Hứa Bổng Hòa. Mai Sái Tiệc là khách sạn đồ sổ bậc nhất thời ấy, cũng do dòng họ Hứa Bổ Hòa xây dựng tặng thành phố Sài Gòn thời Pháp thuộc. Đến ngày nay, khách sạn Mai Sái Tiệc vẫn hết sức lộng lẫy. Chú Hỏa còn luôn biết chia sẻ với cộng đồng cũng như giới cầm quyền đương thời qua việc xây dựng và sau này hiến tặng hoàn loạt công trình phúc lợi xã hội mà chức năng vẫn còn tồn tại đến ngày nay như Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Trường Trung học Cơ sở Minh Đức, quận Nhất và Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5. Đặc biệt, một trong các di sản đặc sắc mà ông hứa Bổ Hòa để lại chính là dinh thự có 99 cửa của mình, nay đã trở thành bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là từ một anh Tàu mua bán ve chai trên đường phố, chú Hỏa nhập quốc tịch Pháp và đổi tên thành Jim Huy Bông Hoa. Năm 1901, chú Hỏa trở về Trung Quốc với vợ và mất ở đây, được chôn cất tại Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến. Sự nghiệp của ông ở Việt Nam vẫn được con cháu tiếp tục sau khi ông mất. Chú Hỏa có tổng cộng 3 người con trai và họ đều là những nhân vật kiệt xuất xây dựng và phát triển sự nghiệp của cha khi hạ thế cũng như giữ gìn sản nghiệp còn nguyên vẹn đến không ngờ. Từ năm 1951, các thành viên gia đình và con cái dòng họ Huy Bông Hoa đã dần dần chuyển sang nước khác như Pháp và Mỹ. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả thành viên của dòng họ Hứa Bổng Hỏa đã rời Việt Nam.